Phi cơ thả 1 triệu Mỹ kim xuống một thị trấn ở Bolivia, tin từ Santa Cruz. Nhân viên chống ma túy ở Bolivia đã tìm được 1 triệu Mỹ kim được ném xuống một cộng đồng nhỏ ở gần Pozo de Tica trong tỉnh Santa Cruz từ một chiếc phi cơ nhỏ. Bộ trưởng Nội vụ Bolivia, ông Carlos Romero, cho biết số tiền bao gồm nhiều loại giấy bạc, tổng cộng là 1 triệu 80.000 Mỹ kim. Các công tố viên trong quận Marina Flores nói số tiền này có lẽ được dùng để trả nợ mua ma túy. Chính quyền cho biết 3 người đi thu bao tiền thả xuống đất đã bị bắt. Bộ trưởng Romero cho biết số tiền có gốc gác từ một ngân hàng ở Paraguay. Bolivia là nước trồng cây coca nhiều nhất trên thế giới. Lá coca được dùng để bào chế cocaine.